Giê-rê-mi chương 34. Giê-rê-mi cảnh cáo vua Sê-đê-kia. Chúa phán với Giê-rê-mi trong khi Nebuchadnezzar vua Babylon và toàn quân đội người cùng với mọi vương quốc trên đất và mọi dân tộc dưới quyền người đang vây hãm thành Jerusalem và tất cả các thành phụ cận. Chúa, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Con hãy đi nói với Sê-đê-kia vua Giu-đa, Chúa phán như vậy: Này, ta sắp nộp thành này vào tay vua Babylon, người sẽ phóng hỏa đốt thành. Còn ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi tay người, nhưng chắc chắn ngươi sẽ bị bắt và nộp vào tay người. Ngươi sẽ nhìn thấy vua Babylon tận mắt và sẽ đối đáp với người mặt đối mặt, và ngươi sẽ bị giải về Babylon. Tuy nhiên, hỡi Sê-đê-kia vua Giu-đa, hãy lắng nghe lời của Chúa. Chúa phán về ngươi như vậy: Ngươi sẽ không tử trận, ngươi sẽ qua đời bình an, như dân chúng đã đốt hương an táng các tổ phụ ngươi, tức là các vua trị vì trước ngươi. Họ cũng sẽ đốt hương an táng ngươi và than khóc: Than ôi Chúa tôi, chính ta đã phán lời hứa này. Đấy là lời của Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi thuật lại với Sê-đê-kia vua Giu-đa tất cả những lời ấy tại trong thành Giê-ru-sa-lem, trong khi đội quân vua Babylon vây đánh thành Giê-ru-sa-lem và tất cả những thành còn đang kháng cự trong Giu-đa, tức La-ki và A-sê-ca. Đó là những thành trì kiên cố duy nhất còn sót lại trong Giu-đa. Dân chúng bộ giao ước trả tự do cho người nô lệ. Chúa phán với Giê-rê-mi sau khi vua Sê-đê-kia lập giao ước với toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, công bố trả tự do cho nô lệ. Mỗi người phải trả tự do cho các nô lệ người Hy-bán, nam hay nữ của mình. Không ai được quyền bắt anh chị em người Do Thái mình làm nô lệ. Tất cả các quan chức và toàn dân vâng theo. Ký giao ước trả tự do cho nô lệ nam hoặc nữ. Không bắt giữ ai làm nô lệ nữa. Chúng vâng theo và trả tự do cho nô lệ mình. Nhưng sau đó chúng đổi ý, bắt những người nô lệ nam và nữ được trả tự do trở về làm nô lệ như cũ. Bấy giờ Chúa phán với Giê-rê-mi: Chúa, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Khi ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi nhà nô lệ, ta đã lập giao ước với chúng dạy rằng: Đến năm thứ bảy, mỗi người trong các ngươi phải trả tự do cho anh chị em người Hy bán, bán thân làm tôi cho mình. Sau khi người ấy giúp việc ngươi được 6 năm, ngươi phải trả tự do cho người. Nhưng tổ phụ các ngươi không vâng lời ta, cũng không lắng tai nghe. Gần đây các ngươi đã ăn năn và làm điều phải trước mắt ta. Các ngươi công bố mỗi người trả tự do cho anh em mình, và các ngươi đã lập giao ước trước mặt ta ngay trong đền thờ mang danh ta. Nhưng rồi các ngươi lại đổi ý và làm nhục danh ta. Mỗi người trong các ngươi bắt các nô lệ nam và nữ được các ngươi trả tự do theo ý muốn trở về làm nô lệ như cũ. Vì thế Chúa phán như vậy: Chính các ngươi không vâng lời ta, các ngươi không công bố mỗi người trả tự do cho anh chị em bạn bè mình. Chúa phán: Này, ta công bố cho các ngươi tự do sa vào gươm đao, bệnh dịch và đói kém. Ta sẽ làm cho mọi vương quốc trên đất kinh tởm các ngươi. Những người vi phạm giao ước ta, không thi hành các điều kiện trong giao ước chúng đã lập trước mặt ta, ta sẽ làm cho chúng giống như con bê bị chúng xẻ đôi để đi ngang qua giữa hai phần. Các quan chức Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, các quan thái giám, các thầy tế lễ và toàn dân trong nước, hết thảy những người nào đi ngang qua giữa hai phần của con bê đều sẽ bị nộp vào tay quân thù chúng, vào tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Thay chúng sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú rừng. Ta cũng sẽ phó Sê-đê-kia vua Giu-đa và các quan chức người vào tay quân Babylon đang rút đi khỏi các ngươi. Chúa phán: Này, ta sẽ truyền lệnh kéo quân ấy về đánh thành này. Chúng sẽ chiếm được và phóng hỏa đốt thành. Ta sẽ làm cho các thành phố Giu-đa điêu tàn không người ở. Giê-rê-mi chương 35.
gương sáng của người Jacob. Chú phán với Jeremy dưới triều Jehoiakim, con Josiah, vua Juda: con hãy đến nhà gia tộc Jacob thăm hỏi họ, rồi đưa họ lên đền thờ vào trong một phòng, mời họ dùng rượu. Vậy tôi mời Jaasania, con Jeremy, cháu Habaksinia, anh em ông và tất cả các con trai ông, cùng toàn thể gia tộc Jacob và đưa họ lên đền thờ vào phòng các con trai của Hanan, con Gidalia, người của Đức Chúa Trời, bên cạnh phòng các quan chức triều đình và ngay trên phòng của Maaseya, con Salum, người canh cổng. Tôi dọn tách và những bầu đầy rượu ra trước mặt những người nam trong gia tộc Jacob và mời họ: mời anh em dùng rượu. Nhưng họ đáp: chúng tôi không hề dùng rượu, vì tổ phụ chúng tôi là Jonadab, con Jacob, đã truyền dạy chúng tôi: các con và con cháu các con đừng bao giờ uống rượu, cũng đừng xây nhà, gieo giống, trồng vườn nho hoặc tậu những thứ đó. Nhưng các con cứ sống trong lều trại suốt đời để được sống lâu trên đất nơi các con chỉ là khách trọ. Và chúng tôi đã vâng theo mọi điều tổ phụ chúng tôi là Jonadab, con Jacob, truyền dạy. Chúng tôi, vợ chúng tôi, con trai con gái chúng tôi trọn đời không hề dùng rượu. Chúng tôi cũng không xây nhà để ở, cũng không tậu vườn nho hoặc ruộng để gieo trồng. Nhưng chúng tôi sống trong lều trại. Chúng tôi đã vâng giữ mọi điều tổ phụ Jonadab chúng tôi truyền dạy. Nhưng khi Nebuchadnezzar vua Babylon tấn công vào đất nước, chúng tôi rủ nhau: nào, chúng ta hãy đi vào thành Jerusalem để thoát khỏi quân Canđê và quân Aram. Vì thế chúng tôi hiện đang sống trong thành Jerusalem. Bây giờ, Chúa phán với Jeremy: Chúa vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: con hãy đi nói với dân Juda và dân cư thành Jerusalem. Chúa phán: các ngươi không chịu sửa dạy và vâng lời ta sao? Jonadab, con Jacob, đã truyền dạy con cháu đừng uống rượu, và chúng đã vâng theo không uống rượu cho đến ngày nay. Chúng đã vâng giữ lời truyền dạy của tổ phụ chúng. Còn ta đã bền lòng phán dạy các ngươi, nhưng các ngươi không vâng lời ta. Ta tiếp tục nhẫn nại sai tất cả các đầy tớ ta là các tiên tri đến khuyên nài các ngươi. Các ngươi ai nấy hãy bỏ đường ác, cải thiện việc làm mình. Cũng đừng đi theo phụng sự các thần khác để các ngươi được sống tiếp tục trên đất ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. Nhưng các ngươi không lắng tai nghe, cũng không vâng lời ta. Thật con cháu Jonadab, con Jacob, đã vâng giữ lời truyền dạy của tổ phụ chúng, nhưng dân này không vâng lời ta. Vì thế, Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này, ta sẽ giáng xuống dân Juda và dân cư thành Jerusalem mọi tai họa ta đã báo trước, vì ta đã phán dạy chúng, nhưng chúng không vâng theo. Ta đã kêu gọi chúng, nhưng chúng không đáp lời. Jeremy nói với gia tộc Jacob: Chúa vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: vì các ngươi đã nghe lời truyền dạy của Jonadab, tổ phụ các ngươi, vâng giữ và thi hành mọi điều người dạy bảo, cho nên Chúa vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: dòng họ Jonadab, con Jacob, sẽ mãi mãi có người phụng sự ta. Jeremy chương 36. Baruch đọc lời Chúa cho toàn dân tại đền thờ. Năm thứ tư triều Jehoiakim, con Josiah, vua Juda, Chúa phán với Jeremy lời này: con hãy lấy một cuốn sách viết xuống mọi điều ta phán dạy về Israel, Juda và tất cả các nước khác, kể từ ngày ta khởi phán dạy con dưới triều Josiah cho đến ngày nay. Có lẽ khi dân Juda nghe về mọi tai họa ta định giáng xuống chúng, chúng sẽ ăn năn, ai nấy xây bỏ đường ác mình, và ta sẽ tha thứ gian ác và tội lỗi chúng. Jeremy gọi Baruch đến, và Baruch ghi chép vào cuốn sách mọi điều Chúa phán với Jeremy do chính miệng Jeremy thuật lại. Jeremy bảo Baruch: tôi bị quản chế không được phép vào đền thờ, chính anh hãy lên đền thờ
và trong ngày lễ kiêng ăn, anh hãy đọc những lời Chúa phán do chính miệng tôi thuật lại. Và anh đã ghi chép xuống cuộn sách này cho dân chúng nghe. Anh cũng đọc cho toàn dân Giu-đa từ các thành kéo về nghe nữa. Có lẽ chúng sẽ ăn năn, ai nấy xây bỏ đường ác mình, và Chúa sẽ nhậm lời chúng cầu khẩn. Vì cơn giận và thịnh nộ của Chúa thật khủng khiếp khi Ngài cảnh cáo dân này. Ba-rúc con Nê-ri-a làm y theo mọi điều tiên tri Giê-rê-mi dặn bảo. Ông lên đền thờ đọc lời Chúa trong cuộn sách. Tháng 9, năm thứ 5 triều Giê-hô-gia-kim con Giô-si-a vua Giu-đa, toàn dân tại Giê-ru-sa-lem và hết thảy những người từ các thành khác trong Giu-đa tự về Giê-ru-sa-lem đều giữ lễ kiêng ăn trước mặt Chúa. Ba-rúc lên đền thờ vào phòng của Gê-ma-ria con Sa-phan thư ký triều đình trên sân thượng cạnh lối ra vào cổng mới của đền thờ. Tại đây, Ba-rúc đọc cho toàn dân nghe lời của Giê-rê-mi trong cuộn sách. Ba-rúc đọc lời Chúa cho các quan chức triều đình. Khi Mi-ca-gia con Gê-ma-ria cháu Sa-phan nghe đọc mọi lời của Chúa trong cuộn sách, ông liền đi xuống cung vua vào văn phòng thư ký triều đình gặp tất cả các quan chức đang ngồi họp. Thư ký triều đình Elishama, Delaya con Shemaya, Ennathan con Akbo, Gemaria con Safan, Sedekia con Hanania và tất cả quan chức khác. Mikaya thuật lại cho họ tất cả những lời ông vừa nghe Ba-rúc đọc cho dân chúng trong cuộn sách. Bấy giờ tất cả các quan chức đều sai Yehudi con Nethania cháu Selemia chắc Cushi đến thưa với Ba-rúc, xin ông cầm theo cuộn sách vừa đọc cho dân chúng nghe đó và đi với tôi. Ba-rúc con Nê-ri-a cầm cuộn sách đến gặp họ. Họ nói, mời ông ngồi và xin ông đọc cho chúng tôi nghe. Vậy Ba-rúc đọc cho họ nghe. Vừa nghe xong mọi lời ấy, họ hoảng sợ nhìn nhau và nói với Ba-rúc, chúng tôi phải tâu lên vua mọi điều này. Họ hỏi Ba-rúc, xin ông cho chúng tôi biết làm sao ông viết được mọi điều này. Có phải ông ta đọc cho ông chép không? Ba-rúc đáp, phải, ông ấy đọc mọi lời này và tôi dùng mực chép vào cuộn sách. Các quan chức nói với Ba-rúc, ông và Giê-rê-mi hãy đi ẩn mình và đừng cho ai biết các ông ở đâu. Họ cất cuộn sách trong phòng thư ký triều đình Elishama, rồi đến sân chầu tâu mọi sự lên vua. Vua đốt cuộn sách. Vua liền sai Yehudi đem cuộn sách về. Yehudi lấy cuộn sách từ phòng thư ký triều đình Elishama về đọc cho vua nghe, và tất cả các quan chức đứng chầu bên vua đều nghe. Bấy giờ là tháng 9, vua đang ngồi trong cung mùa đông, và lửa đang cháy trong lò sưởi trước mặt vua. Mỗi khi Yehudi đọc được 3 hoặc 4 cột chữ, vua liền dùng dao rọc giấy rọc đứt ra, ném vào lửa trong lò sưởi cho đến khi trọn cuốn sách cháy rụi trong lò. Vua và tất cả quần thần nghe mọi lời ấy, nhưng không ai hoảng sợ hoặc xé áo. Hơn nữa, Ennathan, Delaya và Gemaria có nài xin vua đừng đốt cuốn sách, nhưng vua vẫn không nghe. Vua lại truyền lệnh cho hoàng tử Jezamen cùng với Seraya con Adrien và Selemia con Abdeen đi bắt thư ký Ba-rúc và tiên tri Giê-rê-mi. Nhưng Chúa đã giấu hai người. Ba-rúc chép cuộn sách khác. Sau khi vua đốt cuộn sách do Ba-rúc ghi chép theo lời Giê-rê-mi đọc, Chúa phán với Giê-rê-mi, con hãy lấy một cuộn sách khác chép lại y mọi lời đã ghi trong cuộn trước mà Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa đã đốt rụi. Con hãy nói về Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa như vậy. Chúa phán, ngươi đã đốt cuộn sách này và hỏi, tại sao ngươi dám viết trong sách rằng vua Babylon chắc chắn sẽ đến phá hủy đất nước này và diệt sạch người và thú? Vì thế, Chúa phán về Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa như vậy, con cháu nó sẽ không được ngự trên ngai David, thay nó sẽ bị ném ra ngoài, phơi nắng ban ngày và dầm sương giá ban đêm. Ta sẽ hình phạt nó, dòng dõi nó và quần thần nó vì tội ác của chúng. Ta sẽ giáng xuống chúng nó, xuống dân cư thành Jerusalem và dân Giu-đa tất cả những tai họa ta đã báo trước cho chúng, nhưng chúng không chịu nghe.
Giê-rê-mi lấy một cuộn sách khác trao cho thư ký Ba-rúc con Nê-si-giang. Giê-rê-mi đọc lại cho Ba-rúc chép tất cả những lời trong cuộn sách mà Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa đã đốt. Ông cũng đọc thêm nhiều lời khác tương tự như vậy nữa. Giê-rê-mi chương 37. Vua Sê-đê-kia nhờ Giê-rê-mi cầu nguyện cho đất nước. Nebuchadnezzar vua Babylon lập Sê-đê-kia con Giô-si-a làm vua nước Giu-đa thế cho Cô-nia con Giê-hô-gia-kim. Nhưng cả vua Sê-đê-kia, quần thần và dân trong nước, không một ai chú ý đến lời Chúa phán qua tiên tri Giê-rê-mi. Tuy nhiên, vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can con Sê-lê-mia và thầy tế lễ Sô-phô-ni con Ma-a-sê-gia đến thưa với tiên tri Giê-rê-mi: xin ông vì chúng tôi cầu khẩn Chúa Đức Chúa Trời chúng ta. Lúc ấy Giê-rê-mi chưa bị giam cầm nên còn đi lại tự do giữa dân chúng. Quân canh đê đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin quân của Pha-ra-ôn đã tiến ra khỏi Ai Cập, liền rút đi khỏi thành. Bấy giờ Chúa phán với tiên tri Giê-rê-mi: Chúa Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: vua Giu-đa đã sai các ngươi đến cầu hỏi ý ta. Hãy tâu lại như vậy: quân đội của Pha-ra-ôn đã tiến lên cứu giúp các ngươi, sẽ quay trở về xứ mình về Ai Cập. Quân canh đê sẽ trở lại vây đánh thành này, chúng sẽ chiếm được và phóng hỏa đốt thành. Chúa phán: các ngươi đừng tự dối mình, đừng tự nhủ, quân canh đê thế nào cũng rút đi khỏi chúng ta, vì chúng sẽ không rút khỏi đâu. Dù cho các ngươi có đánh tan quân canh đê đang hãm đánh các ngươi, đến nỗi chỉ còn lại những thương binh trong lều, chúng cũng sẽ vùng dậy phóng hỏa đốt trụi thành này. Giê-rê-mi bị bắt giam. Sau khi quân canh đê rút khỏi thành Giê-ru-sa-lem vì quân của Pha-ra-ôn đang tiến về thành, Giê-rê-mi định ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem đi về địa phận Ben-sa-min để nhận phần cơ nghiệp của mình giữa dân tại đấy. Nhưng khi tiên tri Giê-rê-mi vừa đến cổng Ben-sa-min thì bị Giê-rê-gia con Sê-lê-mia cháu Hananiê, viên đội trưởng tuần cảnh tại đấy, chặn lại buộc tội. Ông đào ngũ theo quân canh đê. Giê-rê-mi đáp: không phải vậy, tôi không có đào ngũ theo quân canh đê. Nhưng Giê-rê-gia vẫn không nghe, cứ bắt Giê-rê-mi giải về cho các quan chức. Các quan giận Giê-rê-mi lắm, ra lệnh đánh đòn và giam trong nhà thư ký Jonathan, vì nhà này đã chuyển thành nhà tù. Vậy Giê-rê-mi bị giam trong xà lim dưới hầm và giữ tại đó lâu ngày. Sau đó vua Sê-đê-kia ra lệnh giải Giê-rê-mi về cung. Vua hỏi kính Giê-rê-mi: Chúa có phán lời gì không? Giê-rê-mi đáp: muôn tâu bệ hạ, có. Ông nói tiếp: bệ hạ sẽ bị nộp vào tay vua Babylon. Và Giê-rê-mi thưa với vua Sê-đê-kia: tôi có phạm lỗi gì với bệ hạ hoặc với quần thần hay dân chúng này mà bệ hạ lại bỏ tù tôi? Còn các tiên tri đã từng rao báo là vua Babylon sẽ không bao giờ tấn công bệ hạ và đất nước này, các tiên tri ấy hiện ở đâu? Muôn tâu bệ hạ, giờ đây xin bệ hạ nghe lời tôi khẩn này. Xin bệ hạ đừng trả tôi về nhà của thư ký Jonathan, kẻo tôi chết mất tại đấy. Vua Sê-đê-kia truyền lệnh giữ Giê-rê-mi tại sân vệ binh và phát cho ông mỗi ngày một khoanh bánh mì từ phố lò bánh cho đến khi trong thành không còn bánh nữa. Vậy Giê-rê-mi bị giam tại sân vệ binh. Thank you.